mở rộng khung hình, kẻ viền tinh tế, neo bẩy, sang và sáng. Oppo. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ô già là quá.
Hả? Cái gì kêu vậy? Hả? Điện thoại ông bơ của tôi đó. Dùng để làm gì? Đây là điện thoại ông bơ thần kỳ, dùng để nói chuyện với các bạn nhỏ của chương trình. Điều chúng mình chưa biết đó. Là sao? Tức là từ bây giờ, mỗi tập phim tụi mình sẽ được trò chuyện trực tiếp với các bạn khán giả của chương trình đó. Wow! À, có điện thoại. Con đúng là người hùng tí hon của mùa đầu tiên á, chú chúc mừng con. Con là một người diễn viên tương lai tiềm ẩn mà con sẽ làm rạng danh không những cho Việt Nam, mà chú nghĩ rằng con mà là chinh phục thế giới đó là chuyện nhỏ. Tiên. Dạ. Ở nhà có hay quét nhà không? Ở nhà con đâu quét đâu. Con chỉ diễn vậy thôi mà, chứ con đâu quét thiệt đâu. Bây giờ nè Tiên, con đóng vai một ông quét rác có thâm niên trong nghề mấy chục năm rồi mà chiều cao không tiến triển. Đây, đây nè, con có ghét mấy anh chị nào xả rác không? Mấy anh chị nào mà xả rác con ghét. Con lấy con kiếm thùng rác con dục lại. Nè, giả bộ con đi trên đường nè. Đó, con nhìn con đi trên đường nè, có một thanh niên nọ bỏ rác. Con làm gì? À, cái gì? Muốn kiếm cái gì trong đó? Không, con giục tờ giấy vô đây nè, con giục lộn. Con giục ở trên cái áo mưa hồi giờ luôn. Áo mưa đang sạch cho áo mưa giờ hay gớm. Thì chú Uy cũng bây giờ nó hơi không tin được, vì con thực sự là người nhỏ nhất nhưng mà một tài năng rất là lớn, rất là tuyệt vời. Con thích cái gì nhiều nhất lúc con trên sân khấu? Thích múa, thích diễn lệ hội. Con thích múa hát hơn hả? Con thích múa hát hả? Không. Chứ sao? Đóng kịch với hát. Con thích đóng kịch với hát. Mấy con còn muốn làm gì nữa? Còn nhảy không? Nhảy một bài thôi chứ nhảy nhiều bài sao được. Nhảy nhiều bài con mệt. Thẳng thắn là nhảy nhiều bài mệt vậy chứ hát nhiều bài mệt không? Chọn một bài nào thì chọn bài đó. Trời ơi. Chứ chọn tùm lum cô phạt sao? Đâu phải ra đó, đâu phải ra đó. Tin ơi. Dạ. À, quên đâu Tin đâu. Cái này ông nội của Tin mà. Con kêu cô Tin ra đi. Con là cô Tin mà. Dạo này là phát hiện ra nha, kỹ thuật té càng ngày càng điêu luyện nha. Kỹ thuật té là hôm bữa té xe đạp, rồi bây giờ là xe tông, là té hai lần, lần một khác, lần hai khác nha. Nãy giờ đi nè. Sao qua đây? Tóc màu đen ha. Ai design cho hai cái hình vuông này đây? Cái này gọi là cái TV LCD màn hình phẳng. Trời ơi, gắn hai cái TV màn hình phẳng lên đầu luôn. Bây giờ nha. Hả? Cái đó là cái gì? Tác mà diễn con trâu thì quên đại anh ạ. Quên bài. Rồi. Tin. Con muốn bao nhiêu điểm? 5 điểm hay 10? Cho đại cho rồi đi. Và điểm số con 10 điểm. Cô là cô Ly là rất là hâm mộ, rất là thích cái nét duyên dáng tự nhiên của con. Chết cô Ly rồi. Không, thích là thích, cô Ly không bao giờ bị lay động vì những nụ hôn gió đâu. Đủ rồi, đừng có cám dỗ tôi nha, không có gì đâu nha. Rồi, gợi cảm xúc nhẹ đi. Rồi ông thần giữ quần cho. Rồi nghe đĩa múa đi. Thương là thương, thích là thích, thần tượng là thần tượng. Nhưng tiết mục của con hôm nay thực sự không bùng nổ lắm. Cô chưa có thấy được cái khả năng thực sự của cô Tin. Nếu được vào vòng trong mình sẽ có những tiết mục đặc sắc hơn nha. Dạ. Nha. Chứ không phải là chỉ có những nụ hôn gió như thế, không có được cái điểm tuyệt đối đâu nha con. 9.5
Cô Tin ơi, giám khảo cuối cùng rồi đó cô Tin. Cảm ơn chú Huy cho nhiều. Một điểm thì hai người lấy điểm khác nhau. Thôi khác nhau thì giờ chú Huy cho 8 điểm được không? Cũng khác vậy. Ừ, 8 điểm ha. 8 điểm đi. Dễ hài lòng. Cho nhiêu lấy bấy nhiêu không đòi hỏi. 9 điểm rồi. Điểm trung bình của con 9,7 điểm. Rồi, vô, ăn mừng đội trưởng vô. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.